Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với Lâm Sung TV. Và trên tay mình đây là một khẩu súng pháo côn ngang nha các bạn nhé. Thì cái trái khế này, cái ổ đạn này nó là bằng ngang, mở ngang nha các bạn nhé. Chút nữa mình sẽ review chi tiết cho các bạn. Đầu tiên thì ở bên ngoài thì vẫn là đóng hộp, rất là chắc chắn cho các bạn yên tâm. Khẩu này thì mình cũng mua ở cái shop hôm trước mình mua, nhưng mà hôm nay mới nhận được nên mình review cho các bạn xem luôn. Đầu tiên thì vẫn thế ạ, vẫn là cấm trẻ em không 14 tuổi nhé, nhưng mà cấm này là cấm trẻ em Trung Quốc thôi, còn trẻ em Việt Nam thì áp dụng từ 0 đến 100 tuổi nhé các bạn nha. Hiện tại pháp luật Việt Nam đang cấm sử dụng cái sản phẩm này, thì các bạn có thể mua về trưng bày hoặc là bắn ở trong nhà trở lại tìm lại cái cảm giác tuổi thơ của mình thôi, chứ không có mang ra đường hoặc không mang đi ra ngoài nhé. Thì các chú công an mà thấy là cũng khá là nhọc ạ. Mình sẽ cân thử xem trọng lượng của nó là bao nhiêu nhé. 307-306 gram các bạn ạ. Hơn 3 lạng, hơn 3 lượng nha. Khẩu này thì nặng hơn khẩu trước. Khẩu này dài, đây là hai mươi mốt cm nhé các bạn nhé. Đây là 21 cm. Mình sẽ mở hộp ra xem. Mở hộp thì đóng hộp. Các bạn nhìn rõ chi tiết không ạ? Cái khẩu này cái tay nắm này thiết kế sần sần này, cầm rất là chắc tay này, thiết kế rất là đẹp, thiết kế cầm rất là chắc tay nha các bạn nhé, cầm rất là chắc đầm, nó không trơn như khẩu trước. Make in China, vẫn là một sản phẩm của anh Tàu Khựa nha các bạn nhé. Xin chữ thì được dập nổi nha các bạn nha. Khẩu này thì chất liệu thì vẫn là thép, full thép, full kim loại, toàn bộ là bằng kim loại hết, tất cả là kim loại hết ạ. Khẩu này khác cái khẩu trước là cái tay nắm này, tay nắm này nó không liền với cái thân, tay nắm rời nên là nó sẽ hơi bị lung lay một tí, nó không phải là đúc nguyên khối nhá, nhưng mà cầm thì vẫn ok, không có vấn đề gì cả, không vấn đề gì. Nhưng mà cái trái khế này, cái ổ đạn này mà nó màu đen luôn thì đẹp các bạn ạ, full màu đen thì đẹp. Nhưng mà mình có hỏi shop thì cái lô này về thì nó không có cái full đen các bạn, chỉ có trái khế màu khác so với súng mà. Mình sẽ được review chi tiết nhé. Đầu tiên thì trên đây là cái mở ổ đạn nhá. Bình thường thì sẽ mở ở đoạn này, nhưng mà cái dòng này mở bên trên này, ấn này các bạn, ấn này, đó, mở ra này. Đây là ổ đạn thì cũng như cái ổ đạn trước thôi, nó sẽ có 2, 4, 6, 8 cái lỗ, sẽ bắn được 8 viên đạn nha các bạn nhá. Lắp vào này, đó, mở ra này, lắp vào này, rất là dễ đâu. Các bạn ấn này, lắc mạnh cái ra vào, hoặc là các bạn có thể ấn ra đây, đây tay các bạn đẩy ra, đó, cuốn ngang. Khẩu này khá đẹp nha, sa, tuyệt vời. Trời ghê chưa, ghê chưa. Khá đẹp các bạn, ưng ấy. Các bạn nhìn này, rồi, tuyệt vời. Khẩu này cái lòng súng khẩu này thì là bạn không à, nó cũng thông, nó thông các bạn, thông nhưng mà nó lại có mấy con vít ở trên lòng súng, nó không thông hết. Bạn nhìn xem đó, nó có một cái đây là chỗ có mấy con vít này,
cho nó thông, nó không thông hết như hộp kia. Hộp trước mình review thì nó không có những cái con ốc vít ở đây nên nó không bị tắc. Thì chút nữa xem mình sẽ bắn là xem có ảnh hưởng gì không. Chắc nó chả ảnh hưởng gì đâu. Đây phần cò súng này, điểm nổ này. Chỉ khác cái này là côn ngang. Đó. Ok, mình sẽ lắp mạng và bắn thử nha. Ngoài trời thì đang mưa các bạn ạ. Chỗ mình mưa thông mấy ngày. Đạn thì cũng như vậy thôi. Mình sẽ lắp 8 viên đạn, 8 viên nổ này. Đây này. Thấy chưa? Mình sẽ test thử nha. Ui, khói nổ to các bạn ạ. Ui, nổ to quá. Theo này. Ui, nó xuống. Ui, quang tai luôn các bạn. Khói nổ to, to hơn khẩu trước. Khói nổ to các bạn. Này, các bạn nhìn cái đạn này. 8 viên nhé, đủ 8 viên luôn. Không xịt phát nào. Đạn gần vỡ tê le này mà các bạn. Chất lượng đấy, khẩu này chất lượng. Phải nói là khẩu này rất là chất lượng các bạn. Thiết kế đẹp, nổ rất là to. Mình sẽ thử này. Thì không có đạn này. Cũng sẽ có một cái nẫy đây này. Nẫy để đẩy những cái viên đạn đã hết đấy qua, những viên đạn đã vẫn còn nhá, sẽ đẩy lần lượt, bắn xong một viên nó sẽ đẩy tiếp những viên đạn chưa có này vào cái điểm hỏa này. Khẩu này uy tín các bạn, uy tín luôn. Tiếp theo mình sẽ mở cho các bạn xem nhé. Tiếp cho nó xem cho các bạn xem bên trong nó như thế nào, cấu tạo bên trong nó như thế nào. Ui, mình vẫn còn bị đau quang tai các bạn, khói nổ to quá. Không biết mấy bác hàng xóm mà không ngủ được có thang chạy ra đặt mình không. 4 cái ốc. Cái tay này tháo được ra nha các bạn nha. Nãy giờ cứ mày mò mãi cái tay nắm này tháo được ra này các bạn này. Một cái chốt đây này. Đó, một chốt này. Bên này một cái chốt nữa này, các bạn có thể tháo được ra này.
bạn nhé. Toàn bộ kim loại này. Số gì đây? Bạn nhìn thấy số gì đây? Mình nhìn nét nè. 1066. 1066 là gì các bạn? Trên này thì có một cái lò xo này. Lò xo này là để mở cái côn ngang. Đây là một lò xo của cò súng. À, lò xo này là của cái lẫy. Cái lẫy lấy để đẩy, lấy để đẩy cái côn, đẩy côn ngang. Đấy là cái lò xo của cò súng này. Xo này súng cái điểm hỏa này, lò xo của cái điểm hỏa kéo lên này, đập vào cái ổ đạn và nó gây tiếng nổ nha. Đây là chi tiết bên trong này các bạn này. Các bạn xem chi tiết bên trong. Kim loại toàn bộ này các bạn này. Nghe thấy không? Kim loại này. Rồi các bạn, cái này mình đánh giá khẩu này thì trên thang 10 điểm mới được 9 điểm các bạn. Thiết kế rất là đẹp. Thứ hai là tiếng nổ rất là lớn, cực lớn luôn các bạn. Mình chỉ không thích một cái điểm là cái tay nắm này nó không phải đúc nguyên khối này. Cái này mà đúc nguyên khối thì ok hơn. Một là tay nắm không nguyên khối, thứ hai là cái ổ đạn này. Ổ đạn này mà là màu đen có vẻ đẹp không? Đó, full đen luôn, uy tín luôn. Nhưng không sao, hoàn toàn xứng đáng số tiền mình bỏ ra nhé. Có vài trăm nghìn thôi. Các bạn nào muốn mua thì cứ inbox cho mình nhé. Hoặc là mình sẽ để số điện thoại của shop ở bên dưới phần bình luận. Các bạn có liên hệ trực tiếp với shop nhé. Mình xin phép dừng clip ở đây. Thì các bạn thấy clip hay, bổ ích thì cho mình một like, một đăng ký kênh. Và các bạn muốn đón xem nhiều video của bên mình hơn ấy, mình review nhiều khẩu súng hơn ấy, thì các bạn nhớ ấn theo dõi nhé, đăng ký kênh nhé. Thì mình cũng mới làm clip thôi. Có gì mà chưa hay, mà chưa tốt thì các bạn có thể góp ý ở phần bình luận nhé. Để mình rút kinh nghiệm, để làm được những cái video mà hoàn thiện hơn, tốt hơn. Cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn ngày làm việc thật là vui vẻ. Bye. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards in the scammers, getting no licks in the bank, legacy.